Chúc mừng hai người may mắn thứ hai trong chương trình. Đây, anh Diệp à, đây anh ngồi xuống đây. À, đây. Em xin chào tất cả đây ạ. Đây là anh Hiệp à. Người báo hy vọng là báo sẽ có thật nhiều thành công trong cái thời gian tới năm 2021. Báo sẽ rèn giũa và người yêu quý nhiều hơn. Báo thương cái Hiệp cả từ lâu rồi, bây giờ mới được quan hệ tình cảm với nhau. Đây, báo chúc Hiệp cả từ lâu cũng mạnh khỏe. Nó trúng thưởng rồi. Không chín, mời anh Hiệp Gà ra sân khấu ạ. Mời anh Hiệp Gà ra sân khấu tính chia giải nhá. Ok. Hiệp Gà chia giải với Lương Thời Thượng nhá. Ok. Đấy, nó trúng rồi. Anh Hiệp Gà đâu? Mời anh ra sân khấu. Đây, tí anh chia giải với Lương Thời Thượng nhá. Đây, ok. Anh cầm đấy. Đây, quang tóc dài. Quang tóc dài, tốn gái. Ai em tâm. 1, 2, 3. Chưa đủ đâu ạ. Anh này bình thường. Anh báo để trả lại đi, lại thôi, để em dán lại cho. Anh rồi, anh ok, không chín. Số 5. Ôi số 5. Làm chén đi anh. Làm tiếp à? Làm chén đi báo nhá. Làm lần thứ nhất. Làm lần thứ hai. Số 5 ạ. Làm lần thứ ba. Số 5. Ok, cảm ơn người quay Canada, không sao. Còn một người nữa. Số tuổi trăng tròn là tuổi bao nhiêu anh em ơi? 16 ơi, không biết gì cả. Em không biết. Tuổi em chỉ biết là 16 tuổi thì chưa đủ thì anh biết. Anh nhá, 16 giáo pháp chưa giải chưa nhá. 16, mời anh. Tiệm gà chưa giải được, 16 tốt, chưa giải được. Anh ra hết nhiệm vụ cho em xin nhá. Chưa hết rồi, anh cứ đứng ở đấy, anh còn bốc giải các sau em nữa. Thôi. Kệ anh làm để cho ai cũng được. Đang. Bây giờ chia giải nhá. Không ạ, 16 đi ạ. Bây giờ chúng tôi xin được mời Mr. Long đại diện cho hãng Tân Tôn Linh tại miền Bắc và Mr. Nguyễn Thế Anh đại diện công ty Phương Anh sẽ lên sân khấu trao quà. Xin được mời hai anh có tên vừa rồi sẽ lên sân khấu ạ. Vâng, xin được mời Mr. Long và Mr. Thế Anh sẽ cùng lên cho sân khấu ạ. Mày không trao quà.